Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ nói về VR Lightside trên một thị trường chứng khoán. Là ý mình đang là mình làm cái video là VR Lightside là trên Việt Nam có nhiều người làm trang web giả này nọ, nhưng thật ra không có đâu nghe tất cả các anh em. Mình sẽ cập nhật lại nhiệm vụ của sứ mệnh của VR Lightside cho tất cả các bạn xem, mà cứ mà bạn nào đã từng chơi trước đây thì có chơi hay là không là quyền của các bạn. 20 đô cũng không phải là con số lớn lao gì đâu, để anh em mà mắc một cái cơ hội kiếm tiền, một nguồn thụ động bền vững, cơ hội đi xây cho tài chính cho các thành viên của mình. Đây là một cái cổ phiếu, hiện tại cổ phiếu của giá biết nó sẽ tăng lên là 0.33 đô, nó sẽ tăng đến là 0.99 hoặc là 1 đô nha tất cả các bạn. Vậy là rất là tuyệt vời luôn. Chúng tôi đang trong quá trình cuối cùng để đăng ký ra là sai ở châu Âu, quá trình mua lại của một công ty niêm yết ở châu Âu trên thị trường, trên đường thực hiện để hoàn thành sứ mệnh của VR Lightside đến thị trường chứng khoán, để chúng tôi có thể tặng cho các bạn cổ phiếu. Khi chúng tôi được liệt kê, cổ phiếu của bạn sẽ có thể giao dịch được liệt kê dưới dạng ANSET. Chúng tôi cập nhật cho bạn hàng tuần. Vì vậy, hãy kiểm tra và cập nhật của bạn trong quá trình này nha tất cả các bạn. VR Lightside cập nhật vào hàng tuần, còn việc các bạn tham gia VR Lightside có rất là nhiều cái quyền lợi cho tất cả các bạn nha. Từ ngày 5 tới tháng 7 gặp Oxy nè, các bạn sẽ nhận được 100 đô tính bằng cổ phiếu Bit nè, mình qua là 300 tiền thưởng. Hiện tại VR Lightside trong quá trình đang khuyến mãi chương trình giới thiệu nha tất cả anh em. Tất cả các bạn nào mà làm bỏ qua cơ hội này thật là tiếc quá. Các bạn mắc cũng có mắc bao nhiêu đâu. Wow. Và VR Lightside cũng nói rõ này tất cả các bạn, việc thanh toán tại cái máy sao kỳ quá. Việc thanh toán sẽ được cập nhật trong thời gian ngắn nhất nha các bạn. Khi đủ thành viên của VR Lightside thì VR Lightside sẽ cập nhật một cái cổng cho thanh toán cho tất cả các bạn nha các bạn. Ồ, quá tuyệt vời luôn. Wow. VR Lightside vì sao nó tạo một cái cổ phiếu này để thu hút cộng đồng nha tất cả các bạn, để kết hợp nè. VR Lightside sẽ kết hợp được các văn phòng, nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ điểm tại thành phố của chúng tôi vào một nhóm VR Lightside lớn hơn. Là một Lightside, bạn có quyền truy cập tất cả Lightside trên toàn thế giới. Rất là tuyệt vời, muốn ăn trưa ăn tối câu lạc bộ nè các bạn. Câu lạc bộ thì câu lạc bộ sẽ hơn nữa. Các bạn thấy không? Và hiện tại một số mình cũng thông báo mình làm cái video là một số anh em đang quan mang về có nên KYC hay là không, thì mình làm một cái video này để nói cho các bạn là hiện tại VR Lightside nó có một cái app ở trên Sydney, đó là một công ty đăng ký trên Sydney rồi, có bản quyền rồi, các bạn cứ yên tâm nha tất cả các bạn. Còn việc KYC thì các bạn xem cái video của mình hoặc là iPad liên hệ trực tiếp cho mình để mình hướng dẫn cho tất cả các bạn KYC một phát một là được ngay luôn nha tất cả các bạn. Ở đời không ai cho không ai đâu các bạn ơi, người giúp bạn cũng vì lời nói mà người giết bạn cũng vì lời nói, các bạn nên suy nghĩ kỹ chín chắn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha, các bạn nhớ bấm nút đăng ký nha.